Cháu nó ngã thế nào thế chị? Ngã đâu cô, gió lầu mến. Con ơi, con còn đau không? Chị ơi, mẹ chị có nhá. Chị cứ bình tĩnh đã. Chị nghe em, chị ra ngoài kia. Chứ chị ở đây khóc lóc thế này, khéo cháu nó càng sợ hơn. Không, chị phải ở đây với con bé chứ. Con bé nó sợ khám lắm em ạ. Nhưng em phải băng vết thương cho con bé đã. Sẽ nhanh thôi, chị tin em. Chị ra ngoài phải đưa bé Tình lên bệnh viện huyện kiểm tra thôi. Anh xem có hỗ trợ được không? Được, để tôi sang ngoài ban, mượn ô tô đi cho an toàn. Cô Ngọc ơi, con Tình làm đắn được cô. Con bé mà có vợ mình hề chí thì tôi cũng sống nổi mà cô ơi. Không sao không sao, chị cứ bình tĩnh đã. Con bé vốn không có vấn đề gì nguy hiểm cả, chỉ là vết thương ở đầu nên em vẫn muốn kiểm tra cho cẩn thận thôi nhá. Đi. Anh còn mặt mũi mà gọi à? Cầm bẹ mòn vào. Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? Không về cơm nước cho bố mày. Anh không về là con người không? Bố mày ở đây bố tát cho mày một phát thì chết cha mày đấy. Mày có muốn bố mày cho mày ra đường luôn không? Anh phải đuổi mẹ con tôi từ đi. À, mày cua mày à? Này con kia! Chúng mày nhìn gì? Hôm nay không còn đánh nhau đâu. Hôm nào đánh tao cứ bảo. Úi dồi ôi, thằng ngu! Giờ này mà mày vẫn còn uống rượu được à hả? Sợ gì mà uống. Này 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 này, tại sao mày lại đánh con Tình đến mức độ đó phải đi chặn xá hả? Lại con mẹ nó mất dạy sang phô với ông nè. Mày đâu không đánh. Cái ấm thì nó đang bay ra này. Con Tình thì nó lại đang lao vào này. Thế là hai đứa nó mới đối đầu với nhau. Cháu đánh nó đâu? Đánh là đánh con vợ mất dạy kìa. Mất dạy. Ôi, này. Ôi giời. Ôi, ông làm cái gì đây? Đệm chân. Này, mày ngu nó vừa thôi con ạ. Con thương nó dại đấy. Chứ nếu nó khôn ra ấy, nó mà đi kiện mày ấy, thì coi như là mày tù một gông đấy con ạ, đồ não lợn. Ông. Cái gì? Tức ai ở đâu rồi? Ông về đây ông đổ lên đầu cháu. Mày. Hả? Cháu có đánh nó thì đây không phải là lần đầu. Ui, ngày xưa thì cản không được cho lấy đĩ về làm vợ. Cháu bây giờ lại đi bênh nó chầm chập thế. Ôi, ngồi xuống. Mày lại hét toáng lên như thế. Thiên hạ người ta kéo nhau đến đi chết đấy con ạ. Bây giờ mày lên ngay trạm xá để xem con Tình nó như thế nào. Đi. Này, tao nói mày có nghe thấy không? Đi. Ok, cái thằng này, mày. Ôi trời ơi, tại sao lại nằm xuống đây? Lên đi con ơi, lên đi, rồi mày ơi. Ôi trời ơi, đi. Cho 20. Cái gì? Cho 20. Ôi trời, lại tiền. Tại sao cái dòng họ Vũ lại có thằng cháu đích tôn như mày cơ chứ? Cầm lấy, bây giờ đi được chưa? Đi luôn. Ôi trời ơi, đi. Cái thằng này, bỏ ra. Đi. Đồ con lợn. Này, sao không đi? Lợn thì nó cũng là cháu ông. Thế cũng là lợn.